thứ hai sau Chúa Nhật, thứ ba phục sinh. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 6 câu 22 đến 29. Sau khi Đức Giêsu cho 5.000 người ăn no nê, các môn đệ thấy người đi trên mặt biển hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn ở trên bờ bên kia biển hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu và xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Suy niệm: hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Tân Ước kể lại hai lần Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Phép lạ hóa bánh lần thứ nhất hôm nay xảy ra tại một miền núi, nơi mà Chúa Giêsu và các môn đệ đã chọn để nghỉ ngơi sau nhiều ngày vất vả đi rao giảng tin mừng. Dân chúng đoán biết được chỗ nghỉ của Chúa Giêsu, cho nên họ tiếp tục tìm đến với Ngài. Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng đông đảo mê say lời Ngài như thế, cho nên Ngài đã chạnh lòng thương họ, và đó là lý do buộc Chúa phải ra tay. Với chỉ 2 cái bánh và 5 con cá của một bé trai, thế mà Chúa đã nuôi hơn 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Họ đã ăn thỏa thích và còn dư lại tới 12 thúng bánh vụn. Chúng ta hãy cúi đầu trước tình thương của Chúa dành cho con người. Hôm nay Chúa vẫn tiếp tục thi thố tình thương của Ngài như vậy. Một mình Ngài trong bí tích thánh thể đã và đang nuôi sống hàng tỷ con người trên thế giới hôm nay. Ngài đã lấy chính thịt máu mình nuôi con người để họ được thông phần vào sự sống thần linh của Chúa. Chúng ta hãy biết sống yêu thương như Chúa. Một cậu bé thuộc dòng dõi quý tộc đang đi dạo với người giám hộ dọc theo một bờ ruộng. Bên cạnh đó, một người tá điền đang cày ruộng cho cha cậu. Ông ta cởi đôi ủng để trên bờ ruộng. Cậu bé tinh nghịch muốn giấu đôi ủng ấy để chọc giận người nông dân. Người giám hộ nói với cậu: "Con chớ làm cho người tá điền nghèo khổ này buồn phiền, hãy làm cho ông ta vui thì tốt hơn. Ta khuyên con hãy bỏ tiền vào mỗi chiếc ủng. Chúng ta sẽ núp ở đằng sau và xem thử ông ta sẽ làm gì." Cậu bé đã làm như lời dạy của thầy mình. Chờ cho người nông dân không để ý, cậu đã mon men đến gần đôi ủng và bỏ vào mỗi chiếc 1 đồng bạc. Một lát sau, người nông dân đã trở lại với đôi ủng của mình. Vừa khám phá ra tiền trong đó, ông đã vội quỳ xuống và ngước mắt lên trời để cảm tạ Chúa đã cứu giúp ông trong lúc túng cực.
ông cũng xin Chúa chúc lành và trả công cho vị ân nhân vô danh. Nhìn thấy tất cả những gì người nông dân kia đã cầu nguyện, cậu bé cảm động muốn khóc. Đó là ngày đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc nhất đời mình.